Chương trình Tạp chí Văn hóa Thế giới xin chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay xin gửi đến quý khán giả những nội dung chính sau: độc lạ cuộc thi xây tháp người, triển lãm nghệ thuật đề cao nữ quyền, lũ lụt hiếm thấy trên sa mạc Sahara ở Maroc, hồi sinh thám tử Sherlock Holmes từ những thước phim câm, cùng những tin tức hấp dẫn khác. Lena xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, sôi động, hồi hộp và kịch tính, đó là những gì mà cuộc thi xây tháp người ở vùng Catalonia, Tây Ban Nha mang lại cho đông đảo người xem. Với quy mô lớn, vòng chung kết cuộc thi năm nay đã diễn ra với sự góp mặt của 12 đội mạnh nhất, thu hút khoảng 11.000 khán giả dự xem. Cuộc thi xây tháp người còn được gọi là Castes, được tổ chức 2 năm một lần, quy tụ những nhóm người khỏe mạnh và khéo léo nhất từ khắp vùng Catalonia của Tây Ban Nha. Cuộc thi nhằm tôn vinh sức mạnh, sự tập trung, khả năng phối hợp và thiết kế đội hình phức tạp để tạo nên những tháp người cao nhất. Tại quảng trường Tatraka Arena Palaska, khán giả đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp theo dõi mỗi khi từng tầng người xếp lên nhau xây tháp đến căng thẳng mỗi khi tháp người đổ ập xuống. Những người chơi luôn biết sẽ có thể gặp rủi ro, nhưng rủi ro là một phần của cuộc sống và ai cũng biết điều đó. Chúng tôi nói với nhau về điều ấy một cách tự hào. Những cú ngã đã thay đổi cuộc đời tôi, bạn sẽ đau, sẽ ngã nhiều lần, nhưng chúng tôi, những người xây lâu đài, thích điều đó vì chúng tôi học được bài học từ những cú va chạm. Không thể phủ nhận cuộc thi có phần mạo hiểm, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như kỹ năng khéo léo của người chơi đã mang lại cảm xúc cùng niềm vui vỡ òa cho tất cả những người tham gia. Đặc biệt hơn, cuộc thi cũng tôn vinh sự kết nối khi rất nhiều thành viên trong gia đình cùng nhau thi đấu trong cùng một đội. Vừa qua, một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở thủ đô Lima của Peru đã tiến hành lễ ban phước cho thú cưng. Đông đảo người dân đã mang cuốn, mèo và thậm chí là gà trong những trang phục bắt mắt để nhận phước lành. Những người tham dự sự kiện tin rằng nghi lễ sẽ giúp đem lại những điều tốt lành cho thú cưng và Thánh Francisco, vị thánh bảo trợ cho động vật trong Thiên Chúa Giáo, sẽ bảo hộ và giúp chúng thoát khỏi những nguy hiểm tai họa. Sophia, một con gà mái được trang điểm bằng nơ sắc màu quanh cổ, đã cùng với chủ nhân dự lễ và được nhận nước thánh rửa tội. Tôi mang Sophia tới vì tôi muốn em ấy được ban phát lành. Tôi chăm sóc Sophia bởi em là một thành viên trong gia đình. Nếu như chúng ta được rửa tội thì các thú cưng cũng nên được ban phước lành. Lễ ban phước cho vật nuôi là hoạt động tôn giáo phổ biến tại các nước Mỹ Latin. Vừa qua, một triển lãm nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới đã được khai mạc tại thủ đô London với sự tham dự của nhiều nữ nghệ sĩ cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được trưng bày và giới thiệu đến công chúng. Triển lãm quy tụ hơn 150 nữ nghệ sĩ với hơn 2.000 tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Sự kiện không chỉ đề cao tài năng sáng tạo của các nữ nghệ sĩ mà còn hướng đến việc phản ánh tình trạng bất bình đẳng trong lĩnh vực nghệ thuật khi vai trò, sự cống hiến của các nữ nghệ sĩ ít được công nhận một cách tương xứng. Suốt nhiều thế kỷ qua, giá trị các tác phẩm nghệ thuật của các nữ nghệ sĩ luôn được định giá thấp hơn so với nam giới trong ngành công nghiệp nghệ thuật. Bên cạnh đó, các nữ nghệ sĩ cũng ít có cơ hội được trưng bày tác phẩm tại các phòng tranh hơn. Với sự hiện diện của tất cả những nữ nghệ sĩ ở đây, tôi cảm thấy chúng tôi có tiếng nói và hy vọng tiếng nói này có thể ngày càng mạnh mẽ hơn nữa để mọi người biết rằng vai trò của chúng tôi không chỉ dừng lại ở vị trí người con gái, người vợ hay đại loại như thế. Chúng tôi là những nghệ sĩ và chúng tôi có vai trò như những nghệ sĩ. Chúng tôi có năng lực đó. Theo các số liệu, trong khoảng từ năm 2008 đến giữa năm 2022, số lượng các tác phẩm nghệ thuật của nữ nghệ sĩ chỉ chiếm 3,3% trong các phiên đấu giá tại Mỹ hay thị trường nghệ thuật. Một robot ba tay được lập trình để bắt chước nhạc trưởng con người vừa ra mắt tại thành phố Dresden, Đức. Robot này đã chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng trong hai buổi biểu diễn của tuần qua với các tác phẩm được sáng tác đặc biệt để phù hợp với khả năng của nó. Robot gồm 3 cánh tay riêng biệt, cầm những chiếc gậy chỉ huy như kiếm ánh sáng trong phim Star Wars. Nó được huấn luyện để nhận biết nhịp điệu và biểu thị cường độ âm nhạc với khả năng di chuyển độc lập của từng cánh tay. Khả năng này được thể hiện rõ nét trong buổi trình diễn tác phẩm Semiconductor Masterpiece của nhà soạn nhạc kim nghệ sĩ dương cầm Amkriat Kunlat, được dàn nhạc giao hưởng Kretna đặt hàng sáng tác. Robot có thể sử dụng 3 cánh tay để hướng dẫn 3 bộ phận của dàn nhạc một cách riêng biệt, điều mà một nhạc trưởng con người không thể làm được. Ý tưởng về robot này được lấy cảm hứng từ các nhà khoa học
tại Đại học Kỹ thuật Dresden, những người phát triển cobot, tức là robot cộng tác, không nhằm thay thế con người mà là để làm việc cùng con người. Quá trình phát triển và huấn luyện robot kéo dài 2 năm với sự hợp tác của Đại học Kỹ thuật Dresden. Mặc dù đã có trong tay thành tích đạt kỷ lục Guinness về số lần tân bóng nhiều nhất, song vận động viên người Cuba Eric Hernandez vẫn quyết tâm phá vỡ kỷ lục của chính mình cũng như vượt qua quán quân hiện tại để trở thành người tân bóng giỏi nhất. Và với nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ, ngày 12 tháng 10, Hernandez đã nhận được thành quả xứng đáng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Eric Hernandez và chăm chú theo dõi số lần tân bóng của anh trong suốt một giờ đồng hồ. Trước sự có mặt của các trọng tài quốc tế, Hernandez đã thể hiện kỹ năng kiểm soát bóng bình tĩnh và điêu luyện của mình. Kết quả các trọng tài xác nhận anh đã hoàn thành 13.985 cú tân bóng trong thời gian tối đa 1 giờ đồng hồ, đưa Hernandez vượt qua thành tích của kỷ lục gia hiện nay là Abraham Munoz, vận động viên người Mexico, người từng đạt thành tích 11.901 cú tân bóng năm 2017. Tôi tin rằng mình là người đàn ông có nhiều nỗ lực nhất trong việc phá kỷ lục của bản thân, trong đó có kỷ lục về tân bóng. Tôi đã cố gắng suốt từ năm 1997 với 3 đến 4 kỷ lục mỗi năm. Hiện kết quả mới của Hernandez cần được gửi đi và chờ hoàn thiện mọi thủ tục để được chính thức công nhận kỷ lục thế giới. Eric Hernandez, 57 tuổi, cho biết anh không ngừng luyện tập khắc khe để phá vỡ kỷ lục của chính mình. Sự kiên trì này đã từng giúp anh lập kỷ lục Guinness Thế giới năm 2011 với 187 cú tăng bóng trong vỏn vẹn 30 giây. Vừa qua, thị trấn nhỏ Ibora thuộc tiểu bang Oyo phía tây nam Nigeria đã trở nên sôi động và đông vui khi diễn ra lễ hội sinh đôi thường niên, nơi người ta dễ dàng bắt gặp những cặp giống nhau từ ngoại hình cho đến trang phục. Lễ hội quy tụ nhiều các cặp sinh đôi ở mọi lứa tuổi, mặc những trang phục giống nhau, cùng nhau chụp ảnh và tham gia lễ rước cùng với các tay trống và vũ công. Tôi là người con duy nhất của mẹ tôi, không nằm trong cặp sinh đôi nào. Mẹ tôi sinh đôi 5 lần và tôi đã từng mong có một cặp sinh đôi và cho chúng mặc quần áo, giày dép giống nhau, và giờ tôi đã được như ước nguyện. Sinh đôi là việc phổ biến ở nhóm dân tộc Yoruba, tập trung ở phía tây nam Nigeria. Một nghiên cứu được tiến hành vào năm 1970 cho thấy, cứ 1.000 ca sinh ở khu vực này thì có đến 50 ca là sinh đôi, tỷ lệ cao gấp 4 lần so với mức trung bình toàn cầu. Nhiều người dân cho rằng bí quyết để có tỷ lệ sinh đôi cao như vậy nằm ở chế độ ăn uống, đặc biệt là món súp lá đậu bắp hay súp yilasa kết hợp với khoai môn và bột sắn. Tuy nhiên, các chuyên gia lại hoài nghi về điều này và nghiên cứu về các yếu tố di truyền. Đối với sự kiện này, chúng tôi không dự đoán số lượng các cặp song sinh cụ thể, nhưng trong các sự kiện trước đây khoảng 3-4 năm trước, chúng tôi ghi nhận 2.034 cặp song sinh ở khu vực này. Các nhà tổ chức cũng là những cặp sinh đôi đang kỳ vọng xác lập kỷ lục thế giới về số lượng cặp sinh đôi tham dự đông nhất tại một sự kiện. Các chuyên gia từ Tổng cục Khí tượng Mazok mới đây đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh lũ lụt hiếm thấy đang diễn ra ở phần sa mạc Sahara tại Mazok, trong khi nơi đây vốn là khu vực thường xuyên bị hạn hán. Theo các chuyên gia, khoảng 30 đến 50 năm trở lại đây mới có lượng mưa lớn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Là kết quả của những trận mưa lớn vào tháng 8 và tháng 9, những dòng nước chảy xiết giữa các cồn cát ở miền nam Mazok này đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác cho sa mạc Mazok, nơi thường được biết đến với tình trạng hạn hán liên miên. Theo các chuyên gia, miền nam Mazok thường không bị ảnh hưởng bởi lượng mưa từ vùng liên nhiệt đới, vốn chủ yếu tác động đến khu vực sa mạc Mali và Mauritania. Tuy nhiên, năm nay, mưa lớn đã tràn vào các khu vực sa mạc của miền nam Mazok, khiến sa mạc này ngập chìm trong nước lũ. Khoảng 30 đến 50 năm trở lại đây, nơi này mới ghi nhận lượng mưa khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đáng chú ý, do địa hình khu vực nằm ở sườn đông của dãy núi Atlas nên hầu như toàn bộ lượng mưa đều chỉ dồn về một số khu vực nhất định. Các vệ tinh của NASA thậm chí đã phát hiện sự xuất hiện của nước tại hồ Iriki nổi tiếng nằm giữa các khu vực Zaroga và Tata, nơi đã khô cạn suốt 50 năm qua. Sự xuất hiện của nước ở sa mạc Sahara có thể thay đổi đáng kể các dự báo thời tiết trong tương lai. Chắc hẳn các tín đồ trinh thám khó có thể quên hình ảnh nhân vật Sherlock Holmes với chiếc kính lúp và cây tẩu thuốc luôn sẵn sàng khám phá những bí ẩn khó giải. Giờ đây, huyền thoại thám tử lừng danh này một lần nữa trở lại màn ảnh, không phải trong những bộ phim hiện đại hào nhoáng, mà là trong loạt phim câm có từ thế kỷ trước được phục dựng lại. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng,
các chuyên gia phục chế đã thành công trong việc hồi sinh những thước phim quý giá, ghi lại những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính của Sherlock Holmes. Loạt phim câm những chuyến phiêu lưu của thám tử Sherlock Holmes được sản xuất vào những năm 1920, nay đã được phục chế một cách tỉ mỉ và công phu, hứa hẹn mang đến cho người xem những trải nghiệm điện ảnh hoàn toàn mới lạ. Bộ phim được chuyển thể sát với truyện gốc, nên không chỉ có Sherlock Holmes là một nhân vật chủ đạo được nói đến trong phim. Trên thực tế, chúng đi theo mạch truyện gốc của tác giả Conan Doyle và được ông chấp thuận lên phim. Được hãng phim Sony Pictures của Anh sản xuất vào năm 1921 đến 1923, toàn bộ 45 tập phim, những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes và hai bộ phim điện ảnh đang được phục chế đều có sự tham gia của ngôi sao màn ảnh thời bấy giờ, tài tử Arnold Ward. Đây cũng là phiên bản Sherlock Holmes trên màn ảnh đã được tác giả Arthur Conan Doyle yêu thích. Sherlock là một dự án khôi phục đầy thách thức nhất mà tôi đã từng thực hiện, chủ yếu là vì quy mô của nó. Nhiều cuộn phim đã bị hư hỏng do thời gian và tác động của môi trường, đòi hỏi phải mất nhiều thời gian để vệ sinh bàn tay. Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes được giới thiệu tại Liên hoan phim London Anh, đặc biệt là buổi ra mắt 3 tập phim ngắn diễn ra tại nhà hát Alexandra Palace, tráng lệ, trong khuôn khổ chương trình Silent Sherlock, Pre-Classic Case. Ngoài ra, nhóm phục chế của Viện phim Anh BFI cũng sẽ phát hành phim trên định dạng DVD và Blu-ray. Thưa quý vị, nằm tại trung tâm thành phố Vologda, Tây Bắc nước Nga, Bảo tàng Sen Vologda không chỉ giới thiệu các sản phẩm vải sen nổi tiếng của vùng, mà còn trưng bày hơn 700 hiện vật phản ánh lịch sử nghệ thuật sen thế giới. Mời quý vị khán giả cùng tham quan Bảo tàng Sen lớn nhất nước Nga và từng lọt vào danh sách top 10 bảo tàng tốt nhất ở Nga năm 2015 của TripAdvisor bình chọn. Bảo tàng khắc họa nghề thủ công nghệ thuật nổi tiếng nhất tỉnh Vologda được trình bày theo trình tự thời gian. Khởi nguồn từ những sản phẩm sen châu Âu cho đến những sản phẩm do chính những người nông dân Nga tự tay thêu, cho thấy sự phát triển của nghề làm sen ở tỉnh Vologda. Có thể thấy sen Vologda là nghệ thuật thực sự, nổi bật bởi những đường nét đặc biệt mượt mà, hoa văn lặp lại, nhịp nhàng và phong phú. Giá trị của sen Vologda được đánh giá rất cao và giá thành cũng khá lớn. Cuối thập niên 1970, một khăn trải bàn bông tuyết Vologda có giá thành tương đương một chiếc ô tô Moscovite mới, tức là 4.400 rúp. Các bạn sẽ thấy rằng trong nhiều pano sen cái gọi là lưới nền, Vologda có hơn 100 loại lưới nền như vậy. Vào thập niên 1960, chủ đề về mùa đông, bông tuyết và rừng mùa đông trở nên phổ biến trong ngành sen. Đó là lý do tại sao sen Vologda thường được gọi là sương giá không tàn. Tấm pano sen Vologda được chế tác vào thập niên 1980, giới thiệu hoạt động thương mại nổi tiếng của thành phố và các điểm tham quan chính. Tác phẩm này đã được thực hiện cho cuộc triển lãm nước Nga-Soviet ở Moscow năm 1983. Rất nhiều sản phẩm sen của Vologda đã được công nhận tại triển lãm quốc tế ở Philadelphia vào năm 1876 và tại Chicago năm 1893. Trong suốt thế kỷ 20, sen Nga cũng được trao nhiều giải thưởng và huy chương tại các triển lãm thế giới ở Paris và Brussels của Bỉ. Chương trình tạp chí Văn hóa Thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.